Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, phường Khuê Trung đã triển khai thực hiện hiệu quả, đạt và vượt mức các chỉ tiêu như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giao quân, đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành xây dựng phường điện tử mức độ 2. Địa phương cũng đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, phường Khuê Trung xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xây dựng các kịch bản để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung cho công tác cải cách hành chính, phấn đấu xây dựng phương điện tử loại 1, hoàn thành ít nhất 10% các tiêu chí thực hiện phường chuyển đổi số.